ngày mới anh và Hiếu. Chào ngày mới chị Kim Lụa và chào ngày mới quý khán ạ. Sau 4 kỳ họp cho ý kiến, sáng qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật đất đai sửa đổi với một thông tin rất tích cực. Cụ thể, Quốc hội thông qua quy định đất của hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 không có tranh chấp, không vi phạm pháp luật về đất đai sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. Luật đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cụ thể cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ được căn cứ trên các mốc thời gian sử dụng đất khác nhau. Bên cạnh đó, các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định do mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp, không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo hình thức nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá nhân quy định. Thời hạn sử dụng đất tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Với diện tích đất nông nghiệp còn lại, nếu có, phải chuyển sang thuê đất của nhà nước. Trong tháng đầu năm nay, tổng doanh thu của các doanh nghiệp đang hoạt động ở khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt khoảng 233,5 triệu đô la Mỹ, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó xuất khẩu đạt 53,4 triệu đô la Mỹ, tăng 14% so với cùng kỳ. Riêng các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt tổng doanh thu là 66,8 triệu đô la Mỹ, tăng 64%. Trong tháng 1 này có một dự án được điều chỉnh tăng gần 19 triệu đô la Mỹ tổng vốn đầu tư. Các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ hiện có 256 dự án còn hiệu lực. Vốn đầu tư đã thực hiện 1.206 tỷ đô la Mỹ, chiếm 63% tổng vốn đầu tư đăng ký. Trong đó có 226 dự án đầu tư trong nước, 29 dự án FDI và một dự án ODA đang hoạt động. Trà Vinh vừa triển khai đợt kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân 2024. Từ nay cho đến hết tháng 1, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ làm việc với các hộ tiểu thương, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nhà hàng trên địa bàn ba huyện Càng Long, Châu Thành và Trà Cú. Đoàn sẽ kiểm tra tập trung vào những mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán và trong các lễ hội như là thịt, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh mứt, kẹo, rau củ quả, phụ gia thực phẩm, v.v. Chú trọng kiểm soát những đầu mối nhập khẩu, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống, kiểm soát hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Dịp này, đoàn còn tăng cường kiểm tra bếp ăn tại các trường mầm non. Trong quá trình kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong bảo đảm an toàn thực phẩm. Cục Y tế Dự phòng vừa có văn bản gửi Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm dịch y tế biên giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đến đầu năm nay, dịch COVID-19 vẫn tiếp tục ghi nhận các biến thể cần theo dõi. Các bệnh dịch nguy hiểm, mới nổi khác vẫn được ghi nhận tại nhiều nơi trên thế giới. Do đó, để chủ động phát hiện, kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm có nguy cơ xâm nhập vào nước ta, Cục Y tế Dự phòng đề nghị các trung tâm, cơ sở y tế cập nhật thường xuyên các thông tin về các bệnh truyền nhiễm trên thế giới, chủ động áp dụng các biện pháp giám sát, phòng chống ngay tại cửa khẩu nhằm xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội sắp tới. Trong bệnh lý đột quỵ thì có cụm từ là thời gian là não, nghĩa là nếu bệnh nhân vào trễ chừng nào thì số tế bào não chết sẽ càng nhiều. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là nhiều bệnh nhân đã bỏ qua các triệu chứng về đột quỵ để đến khi phát hiện đưa vào bệnh viện thì đã khá trễ. Theo các tài liệu khoa học nghiên cứu cho thấy, giờ vàng chữa đột quỵ là trong khoảng 4 tiếng sau khi bệnh nhân bị đột quỵ. Tuy nhiên, tại khoa nội tim mạch Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, có đến 70% lượng bệnh nhân nhập viện tại khoa trễ, nghĩa là sau 4 tiếng rưỡi phát hiện đột quỵ. Thì nếu như bệnh nhân vào trong cái khoảng thời gian mà quá 4,5 tiếng, thì sẽ không còn chỉ định để sử dụng các cái thuốc đó nữa. Và một khi không còn sử dụng các thuốc đó nữa thì cái phần còn lại ở phía sau, đa phần là bệnh nhân sẽ phải chấp nhận cái tình trạng khiếm khuyết của mình và không có cái phương án gì điều trị thêm. Theo các bác sĩ, thời gian đưa bệnh nhân bị đột quỵ nhập viện càng sớm càng tốt,
không nên để trễ hơn 4 tiếng sau khi bệnh nhân phát bệnh. Ở thời điểm này, nếu bệnh nhân bị đột quỵ thể nhồi máu não, có thể được điều trị bằng thuốc đặc hiệu gọi là tiêu sợi huyết, giúp phá vỡ các cục máu đông và khai thông mạch máu não, giúp bệnh nhân hồi phục. Và bệnh nhân không biết là cái vấn đề đó là đột quỵ. Thành ra bệnh nhân ở nhà sử dụng các cái phương pháp dân gian, ví dụ như là vắt chanh, bệnh nhân đem chích lễ 10 đầu ngón tay hoặc là chích châm cứu phần nửa người bị liệt. Đó tới khi là thấy không có hiệu quả thì khi đó vào viện thì nó đã trễ đi mất. Theo các bác sĩ, chỉ cần có các triệu chứng như yếu chân, méo miệng, nói đớ hoặc đơn giản là chóng mặt, đi lại không được thì cần đưa bệnh nhân đến ngay bệnh viện để thăm khám. Sau 3 năm đi vào hoạt động thì bến phà tạm Rạch Miễu, nối Tiền Giang, Bến Tre sẽ chính thức thu phí xe máy từ 8 đến 9 ngàn đồng một lượt. Theo đó, đối với xe lam và xe mô tô ba bánh, mức phí từ 15 đến 16 ngàn đồng một lượt. Xe ô tô và xe tải từ 20 đến 155 ngàn đồng một lượt, tùy vào loại xe và tải trọng xe. Còn nếu mà thuê bao cả phà thì mức giá sẽ từ 400 đến 400 440.000 đồng một lượt, xin lỗi quý khán giả. Đặc biệt là trong đợt điều chỉnh lần này thì bến phà tạm Rạch Miễu có thêm hình thức mua vé thắng, mức giá từ 70 đến 80.000 đồng một tháng với xe máy. Việc thu phí theo mức phí nói trên sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 27 tháng 1 năm 2024. Tết Nguyên Đán thì cũng đang đến gần rồi, và với những người con xa quê, đây là thời điểm quan trọng để đoàn viên và tận hưởng không khí ấm áp cùng gia đình. Nhu cầu đi lại tăng cao, các hãng hàng không tăng chuyến, bay đêm, tàu hỏa, xe khách thì cũng tiếp tục tăng cường phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên Đán 2024. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều giải pháp đã được triển khai để hỗ trợ cho người dân. Được dự trù lượng khách đi lại trong dịp cao điểm Tết Nguyên Đán sẽ tăng mạnh, có thể vượt cao điểm cùng kỳ năm trước 40%. Các đơn vị quản lý bến xe và nhà xe đã chủ động bổ sung phương tiện để phục vụ, đảm bảo đủ xe, đúng giờ, đúng tuyến và giá vé phù hợp cho người dân có nhu cầu. Theo kế hoạch, bến xe miền Đông sẽ phục vụ cao điểm 10 ngày trước và 10 ngày sau Tết. Dự kiến lượt xe xuất bến đạt hơn 9.500 xe, lượt hành khách xuất bến đạt gần 181.000 hành khách, tăng bình quân 56% so với ngày thường. Thì đến thời điểm hiện tại thì 99% đã có khách đặt chỗ từ ngày 26, 27 và 28. Các cái ngày còn lại thì khoảng 80% đã đặt chỗ. Về giá cước Tết Nguyên Đán, các bến xe cho biết sẽ tăng, điều chỉnh phụ thu tùy từng khu vực. Đối với các tuyến khu vực miền Tây, tăng giá vé không quá 40% so với ngày thường. Các tuyến miền Trung, Tây Nguyên không tăng quá 60% so với các ngày cao điểm. Chạy từ 4 giờ sáng đến 8 giờ tối, cái 30 phút một chuyến. Hình thể nên khách sẽ chủ động được nhiều giờ đi hơn để phục vụ khách. Thì ngày nào cũng có xe chạy để phục vụ khách. Nhất là giao thừa mùng 1 xe vẫn chạy luôn để khách yên tâm. Ví dụ bên em giá vé đồng xoài 100 hay lên tầm 120 vé. Để giảm tải áp lực cho đường hàng không, ngành đường sắt cũng chủ động bổ sung thêm 3.000 vé tàu Tết, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết. Tại ga Sài Gòn, Tết Nguyên Đán sẽ có khoảng 4.500 hành khách mỗi ngày. Chúng tôi cũng đề nghị là hành khách là có thể giải quyết cái công việc gia đình hoặc là công việc sắp xếp để làm sao đi vào cái khoảng thời gian sớm hơn trước cái ngày cao điểm để cái thứ nhất là được giảm giá. Cái thứ hai nữa là cái điều kiện mua vé nó cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu đi lại trong cao điểm Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 sẽ tăng mạnh. Theo dự báo có thể vượt cao điểm cùng kỳ năm trước 40%. Những ngày cao điểm trước và sau Tết, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động làm việc cùng các đơn vị vận tải để sẵn sàng các phương án cụ thể nhằm tăng cường phương tiện hoạt động trong dịp Tết. Thời gian gần đây, khi cảnh sát giao thông tiến hành tổng kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên khắp cả nước để đảm bảo an toàn giao thông, thì lại xuất hiện hàng loạt các hội nhóm báo chốt trên mạng xã hội, tức là thông báo về vị trí của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Cùng với đó thì xuất hiện nhiều trường hợp nhắn tin, chia sẻ địa điểm, chia sẻ thời gian để tiếp tay cho các trường hợp vi phạm độ cồn, né tránh lực lượng chức năng. Vậy những hành vi cản trở công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông sẽ bị xử lý ra sao? Ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp. Thử gõ cụm từ khóa chốt kiểm tra nồng độ cồn trên mạng xã hội thì lập tức xuất hiện hàng loạt các fanpage mang nội dung báo chốt. Những dòng trạng thái, bình luận cập nhật liên tục tình hình về các tuyến đường nào có lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nồng độ cồn. Các hội nhóm này hầu như hoạt động công khai với hàng ngàn thành viên tham gia, theo dõi. Khéo đéo hơn, một số trường hợp sẽ lập nhóm kín Zalo hoặc nhắn tin trực tiếp để thông báo vị trí, thời gian lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.
không được báo chốt né như vậy thì tất nhiên là những người tham gia giao thông mình đã uống rượu bia thì vẫn tham gia giao thông như vậy đó thì sẽ xảy ra tai nạn cho chính người tham gia giao thông và cho người khác nữa. Mình không đồng tình là để cho mấy em đó nó quen thì thôi, cái lối của nó cứ chạy vậy hoài à. Theo cơ quan công an, việc thông báo hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông giúp người vi phạm né tránh các chốt của lực lượng chức năng là hành vi vi phạm pháp luật. Với hành vi báo chốt kiểm tra nồng độ cồn công khai lên mạng xã hội, người dân có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng. Riêng đối với việc lập nhóm fanpage trên Facebook để báo chốt kiểm tra nồng độ cồn thì sẽ bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khi không được đồng ý hoặc sai mục đích. Vì vậy, mọi người tham gia giao thông nên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, nhất là không có điều khiển phương tiện khi con người đã có uống rượu bia, và cũng không tham gia vào các cái nhóm đăng tải trên các mạng xã hội thông báo về cái hoạt động của lực lượng giao thông, bởi cái hành vi này cũng là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Mục tiêu quan trọng nhất của việc kiểm tra nồng độ cồn là bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân khi tham gia giao thông. Do đó, người dân nên chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về tham gia giao thông và đặc biệt không nên tiếp tay thông báo về hoạt động kiểm tra của cơ quan chức năng, vì đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Phước Đức, ngụ thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long vừa bị công an địa phương tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi này. Trong lúc tuần tra, lực lượng phát hiện Đức có biểu hiện nghi vấn là mua bán trái phép chất ma túy nên tiến hành kiểm tra. Ngay khi phát hiện có lực lượng công an, đối tượng đã ném một gói giấy bạc chứa ma túy xuống đường. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, thu giữ thêm 14 bịch ni lông và 6 gói giấy bạc bên trong có chứa chất ma túy. Bước đầu làm việc, Đức khai nhận việc cất giấu số ma túy trên là để bán lại cho các con nghiện trên địa bàn. Hơn 17 năm tù là mức án mà Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt nhóm thanh thiếu niên từ 16 đến 22 tuổi phạm tội giết người. Tất cả 6 bị cáo cùng ngụ tại thành phố Bạc Liêu. Vụ án thứ nhất xảy ra vào tháng 8 năm 2022. Bị cáo Lâm Thị Bích Ngọc đang nằm trên giường cùng con nhỏ tại một phòng trọ ở phường 1 thành phố Bạc Liêu thì bị một người đàn ông phòng đối diện sàm sỡ. Ngọc phản ứng lấy kéo dọa đâm thì ông này bỏ đi về phòng của mình. Khi hay tin, các bị cáo còn lại kéo đến nhà trọ chém người đàn ông phải nhập viện cấp cứu. Đến tháng 11 cùng năm đó, trong một vụ án khác, hai bị cáo trong nhóm này xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên tại quán cà phê. Cả hai đánh và dùng dao đâm nạn nhân với tỷ lệ thương tật là 40%. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần cập nhật tình hình thời tiết đến từ chị Hồng Giao. Nam Bộ ngày hôm nay thì có gì đáng chú ý không chị? Dạ vâng, xin chào ngày mới quý vị khán giả. Ngày hôm nay Nam Bộ tiếp tục là một ngày nắng mạnh và nóng. Như tại Cần Thơ, hiện tại khoảng 2 tiếng nữa không khí khá dễ chịu với mức nhiệt là 26 độ C. Nhưng mà đến trưa chiều, khi mà nắng tăng dần, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào lúc 2 giờ chiều nay là 33 độ C. Quý vị sẽ cần đến các biện pháp chống nắng nếu ở ngoài trời trong thời điểm này. Những nơi khác của khu vực miền Tây Nam Bộ ngày hôm nay như là tại Sóc Trăng, Châu Đốc, Rạch Giá, Bạc Liêu, Cà Mau phổ biến trong khoảng là từ 32 đến 33 độ C. Sang đến khu vực miền Đông Nam Bộ trời còn nóng hơn, thậm chí là Biên Hòa, Thủ Dầu Một chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ C. Các nơi khác bao gồm thành phố Hồ Chí Minh phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ C. Thành phố Phú Quốc ngày hôm nay nắng kéo dài trong khoảng 8 tiếng một ngày, nhiệt độ cao nhất trong ngày 32 độ C do có gió biển thổi đều nên không khí thoáng đãng, dễ chịu hơn so với trong đất liền. Chuyển sang các thông tin dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, Kiên Giang dự báo là ngày hôm nay thời tiết tốt, trời mưa dông vài nơi, gió không quá cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km, thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động. Không còn bao lâu nữa thì chúng ta sẽ được tận hưởng không khí của ngày Tết. Mà nhắc đến Tết thì không thể nào mà bỏ qua những cành mai, cành đào hay là cây cảnh và cả những đồ trang trí khác nữa. Và đồ gốm trang trí cũng chính là mặt hàng được người tiêu dùng quan tâm vào những ngày Tết. Thì vào thời điểm này, không khí sản xuất, mua bán các sản phẩm gốm sứ tại các làng nghề gốm tại Biên Hòa, Đồng Nai cũng đang dần sôi động lên. Những ngày này, ghé làng gốm Biên Hòa để thấy các nghệ nhân tại các cơ sở sản xuất gốm đang tất bật sản xuất các sản phẩm cho mùa Tết như bình cắm hoa, bộ ấm trà, khay đựng bánh mứt.
Năm nay, ngoài những sản phẩm có họa tiết đậm chất Tết cổ truyền như hình ảnh chuyển thể từ tranh dân gian Đông Hồ, Vinh Hoa, Phú Quý, hoa sen, hoa cúc, đơn vị này cho ra đời nhiều sản phẩm gốm mang hình ảnh linh vật rồng như bình song long tranh châu, bình long phụng chầu nguyệt, đôn cá hóa rồng để trang trí treo tường rồng phụng. Bên mình đang áp dụng cái tranh Đông Hồ chuyển thể lên gốm, và cái đó là cả một trong những cái mà họa tiết mới cho cái gốm Biên Hòa, nó càng ngày nó càng kết nối gần với lại các nhiều người hơn và cũng như là các bạn bè trên thế giới. Ngay tại xưởng sản xuất, các cơ sở còn có không gian trưng bày và giới thiệu sản phẩm, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm ưng ý. Sản phẩm gốm rất là đẹp, mang những cái màu sắc văn hóa truyền thống tuyệt vời, họa tiết này, hoa văn này, nó rất là độc đáo so với các sản phẩm gốm khác. Ngoài những sản phẩm mang giá trị nghệ thuật cao, dịp Tết này các cơ sở sản xuất gốm còn cho ra đời nhiều dòng sản phẩm đa dạng mẫu mã, tạo không gian trải nghiệm làm gốm cho khách hàng. Tạo ra một cái không gian nó rất là đa dạng về sản phẩm gốm, và không phải là một dòng mà rất là nhiều dòng. Cái thứ hai nữa là mọi người có thể tới đây trải nghiệm, tự mình tạo ra một cái sản phẩm, hoặc là có những cái sản phẩm nhỏ mọi người có thể vẽ hoặc tô lên và đem về cho mình những cái sản phẩm mà nó mang một cái giá trị là lưu niệm. Thời điểm này, các cơ sở sản xuất gốm đã tăng công suất sản xuất gấp 2 lần ngày thường để kịp cung ứng sức mua của thị trường Tết. Không chỉ có hoa trái bánh mứt mà còn rất nhiều những vật dụng quan trọng khác như là gốm mỹ nghệ cũng góp phần tạo nên những ngày Tết rộn ràng, ấm cúng và đầy sắc màu sắp tới. Miền Tây hôm nay buổi sáng cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.